Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang ở trung tâm Ion Mall ở Tân Phú. Đây là nơi sẽ diễn ra sự kiện Hoyo Fest từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Và hiện tại thì mình đang ở Ion Mall. Phiếu ở đây các bạn còn thấy đó là phiếu sự kiện trò chơi, và ở đây thì sẽ có một cái nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ này là hôm qua mình đã làm rồi, đó là phải đi các quầy hàng ở khu vực lễ hội này, sau đó là lấy 3 con dấu, sau đó là mang về đây, xong là đưa cho bạn nhân viên đây, thì sau đó là sẽ ra đây để chụp cái ảnh. Các bạn có thể thấy có cái máy ảnh chụp ảnh ở đây này, chụp cái ảnh ở đây khi mà lấy 3 con dấu. Đây bạn cho mình nhận. Đây là 3 con dấu khi mà các bạn đã tham gia đủ các quầy hàng. Quay trở lại đây đưa cho bạn nhân viên này. Ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều những cái hình rất là đẹp. Ok. Check in.
lời nhẹ là mình chắc hiện nay thì sẽ nhận được khá là nhiều những cái phần quà dễ thương như là các sticker rồi một số những phần thưởng khác cực kỳ là hấp dẫn. Thank you.
cho phép trong khoảng thời gian dài. Nhưng mà cái không khí mà mình được trải nghiệm trong buổi hôm nay ngày hôm nay thực sự rất là tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi hôm nay. Xin giới thiệu với anh em, đây là hôm nay được dịp với tôi gọi là có gặp để gặp một số anh em mang cái danh hiệu thất phu ở đây. Đây là toàn là yêu la kiếm cún. Đây là tinh luyện 1 này, đây là tinh luyện 1 này, đây là tinh luyện 2 này. Đây mới đúng ấp gà. Nhìn thấy con yêu la này là thấy con đẹp này. Còn về ba này, con thua. Anh quay lại cái khoảnh khắc này hả? Nhớ anh đi rồi chứ, nhớ anh đi rồi chứ. Tôi dễ ra hai vàng lắm. Ui vàng luôn này. Đấy. Bấm lên. Đây nó bấm vô đâu đây tao hồn này cho kiếm không luôn sai đi ra sai à hồi đang sót kêu đi ra lật ôi trời ơi cái máy này bình thường anh ơi mấy này anh giật ngoài nặng tiếp lên lỡ hai con đâu hết rồi chưa có cái bảo hiểm ừ đâu sao em đưa phải là nhất thiết bằng sớm của anh nổ số không nhưng mà chúng ta nổ số nào con đáy lúc thì nó cũng được nổ bàn rồi dồn tiếp luôn rồi tiếp luôn rồi hả nổ bàn rồi dồn tiếp luôn cái này có mấy máy hả anh biết vừa nãy là mới có 3 rôn thôi tính cái chỗ này sờ kíp không bên này chắc sờ kíp luôn à bên này bị lúc mà bị lúc giật phai thế mà nó không được con này anh đang cần cái con pha đồ dần mà không có à xa cũng ngon skip về tím tím này skip bỏ anh ơi hai ốc của em ăn dần với C2 anh ơi không biết em bắt mày không đây qua đây vào tiếp mày gặp anh mẹ anh em tin tưởng tôi bây giờ là phải phải kiếm được con ít nhất cũng phải lấy được 1-2 con Varuzen gì đấy cho lấy mày skip mày như là có bao nhiêu dần ở bên này anh biết C1, AC2 sao á anh đánh cho dù bằng phong hả thì anh bên anh là anh có con CL mà con CL với con Mochi á con CL hủy diệt á điên anh mốt làm kèo sân ca ra anh nhờ lên lấy chị là C2 nhờ skip đưa anh vào Sino C2 anh em roll lên nhiều đam mê đấy có bao nhiêu roll còn tầm 30 roll à quý phi tài trợ chỗ thì nhiều chỗ có tầng 4 là có trò chơi nên nhiều lắm nhưng mà mọi người chịu đi không nhiều chưa kịp chưa kịp có nhiều chỗ màu đỏ quá chắc là anh phi đều đẹp C2 đúng không anh hình như thế
Rồi. Bây giờ thì cứ ra càng nhiều con bao nhiêu dần càng tốt thôi. Khoan. Anh này skip đi, anh này skip đi. Một con nữa. Quay. Hai con luôn. Hai con. Sáu rồi, từ từ nhá. Đổi cái tinh huy, đổi cái tinh huy. Hai đôi là đổi một đôi. Một con, một con. Một con. Mới ra luôn, bây giờ nặng mà lấy hai con năm sao rồi mới hay. Mới có content. Đây rồi, đây cùng kia, cùng kia. Hay rồi. Chơi của anh còn bao nhiêu lần xem ấy? Hình như vừa rồi mới là 6 hay sao ấy. Thôi, anh nghĩ không? Anh nghĩ em nghĩ xe 4 ấy. Xe 4 rồi, làm gì xe 6. Cũng mệt, cũng mệt. 6 rồi, 6 rồi. Giờ thì mình đang ở sân bay để mình chuẩn bị bay về Hà Nội. Thì sau cái hôm mà mình gai cha xong á, thì cái GoPro mình nó hết pin. Thế nên là mình không có quay được tiếp. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị để về Hà Nội, sau đó là mình sẽ di chuyển về Hải Dương để livestream. Đây. Mình sẽ đi cái cửa số 15 ở đây. Nói chung là sự kiện cũng rất là vui và mình cũng gọi là cũng được chơi khá là nhiều. Cũng may là có một số anh em cũng để ý và anh em cũng ra chụp ảnh cùng, cũng như là có một vài cái ký cho anh em thì cũng rất là vui. Đợt đi chơi này thì rất là vui, nhưng mà chơi nhiều quá giờ về về để làm, nên là hẹn anh em vào trong các buổi livestream tiếp theo. Vlog thì đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Và nếu anh em thấy vlog hay thì để cho em đăng một like nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.